Rất vui được đồng hành cùng bà con và quý khán giả trong bản tin 365 ngày chuyển động. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi, tin tưởng cùng chúng tôi chia sẻ những thông tin bổ ích trong lĩnh vực nông nghiệp. Hôm nay bản tin có các thông tin đáng chú ý. Sau 2 tháng nông dân miền Tây trúng đậm mùa mít Thái, thời điểm này gia dương trồng mít lại tiếp tục lao đao. Tiếp tục thông tin không mấy vui khi Kiên Giang khoai lang cũng rớt giá mạnh. Huyện Đơn Dương Lâm Đồng phát triển artiso chuyên thu lá, trong đó có công ty đang hướng đến quy trình bền vững. Anh Minh Thiện nè, như vậy là mùa nước nổi ở đồng bằng sông Cửu Long cũng đã sắp đi qua rồi đúng không? Và hiện nay thì mực nước đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu cũng đang rút rất là nhanh. Những ngư dân sống bằng nghề đánh bắt ở mùa nước nổi thì chắc là rất là buồn lắm đây. Đó là quy luật tự nhiên mà chị Ngọc Như. Và những lúc này thì nhiều nông dân đã bắt tay vào việc vệ sinh đồng ruộng, làm đất, chuẩn bị xuống giống lúa đồng xuân cho một vụ mùa chủ lực trong năm. Cũng cho người dân bơm trút nước trên đồng, cho nên là nhiều loại cá kéo nhau ra sông và nông dân miền Tây thì sẵn sàng các phương tiện để vào mùa đánh bắt cá tự nhiên cuối con nước lớn. Tại Đồng Tháp, thời điểm này tại các ô bao xả lũ ở huyện Hồng Ngự đang được nông dân bơm rút nước vệ sinh đồng ruộng xuống giống theo lịch khuyến cáo. Đây cũng là lúc hoạt động đánh bắt cá diễn ra nhộn nhịp, nông dân bội thu cá đồng. Cách thức người dân sử dụng là kéo lưới. Một nhóm 2 đến 3 người có thể lội nước để bủa lưới. Một đợt kéo lưới sẽ diễn ra từ 10 cho đến 20 phút, bà con thu về vài chục cho đến vài trăm ký cá. Cá mùa này chủ yếu là cá rô phi, cá rô, cá sặc vân vân. Thời gian đánh bắt phổ biến của bà con vào sáng sớm đến xế trưa. Với cách làm này, mỗi ngày kéo lưới bà con có thể kiếm thu nhập từ vài trăm ngàn đồng cho đến trên 1 triệu đồng. Và khi nước trên đồng rút cạn, nông dân bắt tay vào việc vệ sinh đồng ruộng xuống giống vụ lúa đông xuân. Và thông tin khiến cho bà con mình phải giật mình liên quan về giá của loại trái mà mới đây ai trồng nhiều làm tỷ phú là điều hiển nhiên. Thưa chị Ngọc Như cùng với bà con của mình, sau một thời gian dài giá ổn định ở mức cao thì trong khoảng một tháng trở lại đây, giá mít Thái trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã giảm mạnh, chỉ còn khoảng một nửa so với trước, khiến cho nhà vườn rất lo lắng. Và đây là hệ lụy từ đâu? Mời bà con cùng tìm hiểu. Hiện nay, giá mít dao động từ 20 đến 28 ngàn đồng một ký, giảm trên 20 ngàn đồng một ký so với lúc cao điểm. Với mức giá như vậy thì người trồng mít vẫn thu được lợi nhuận khá. Theo nhiều hộ trồng mít cho biết, mít Thái là loại cây ăn trái dễ trồng, dễ chăm sóc và cho năng suất cao, đặc biệt là sau khi trồng khoảng 2 năm thì có thể cho thu hoạch vụ đầu tiên. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại, có thời điểm giá mít tăng cao, nhiều nhà vườn đã đốn bỏ một số loại cây ăn trái khác hoặc cải tạo vườn già cỗi cũng như lập vườn mới để trồng mít. Từ đó giá mít giống cũng tăng và khan hiếm, hiện dao động từ 30 đến 40 ngàn đồng một cây. Giá cây giống tăng nhưng mà đổi lại thì giá trái lại trên đà rớt. Một lần nữa, ngành chuyên môn khuyến cáo người dân là không nên chạy theo phong trào ồ ạt mở rộng diện tích, rất có thể sẽ dẫn đến tình trạng cung vượt cầu trong thời gian tới. Không khuyến cáo sao được khi mà được biết là từ trước đến nay thì hiện tại ở tỉnh Vĩnh Long, mít Thái không được trồng nhiều như là một số loại cây ăn trái khác. Người dân chỉ trồng rải rác với diện tích nhỏ lẻ, nhưng mà với đà mở rộng diện tích như hiện nay thì rất có thể diện tích mít sẽ tăng vọt trong thời gian tới. Giá cả thì chắc chắn sẽ khó đoán định hơn. Giá nông sản miền Tây thê thảm trong lúc này còn phải kể đến khoai lang. Không được như mít Thái ở Vĩnh Long cho bà con có lợi ích chứ chưa đến nỗi thua lỗ. Còn hầu hết là nông dân trồng khoai lang ở xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất của tỉnh Kiên Giang lúc này lại lỗ nặng do giá bán giảm sâu so với vụ khoai lang năm trước. Như vụ khoai năm trước, giá bán luôn ở mức cao, nông dân trồng khoai phấn khởi, lợi nhuận hàng chục triệu đồng một hecta sau khi đã trừ chi phí. Năm nay giá khoai lang sụt giảm hơn 50%, nông dân trồng khoai lỗ nhiều, dẫn đến đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn. Theo một số thương lái, khoai lang rớt giá mạnh là do các công ty tại thành phố Hồ Chí Minh mua số lượng thấp, cộng thêm tình trạng nông dân thu hoạch rộ cùng thời điểm. Tôi nghĩ thì người dân miền Tây cũng cần phải học hỏi thêm nhiều địa phương khác trong cái việc liên kết, đúng không Minh Thiện? Yếu tố quan trọng nhất đó là việc phải làm sao phải tập trung lại sản xuất chứ không phải là manh mún như hiện nay. Như tại Lâm Đồng, để thuận tiện trong việc áp dụng đồng bộ các quy trình canh tác tiên tiến, liên kết tìm đầu ra cho nông sản, tỉnh đã từng bước hình thành các vùng sản xuất rau hoa tập trung. Theo đó, bên cạnh khu vực canh tác rau truyền thống, hiện nay diện tích canh tác rau hoa tiếp tục được mở rộng ra một số xã trên địa bàn huyện Lâm Hà, Chi Linh. Một số diện tích trồng rau tại Đơn Dương, Đức Trọng đã chuyển sang trồng một số loại hoa như cát tường, cẩm chướng, li li, lan hồ điệp. Theo ước tính của ngành chức năng, năm 2018, diện tích gieo trồng rau toàn tỉnh là 66.250 ha.
trên cây hoa, diện tích gieo trồng là gần 9.300 ha. Trong vòng 5 năm qua, tổng diện tích đất canh tác đào hoa trên địa bàn tỉnh tăng khoảng 4.000 ha. Chị thì chắc chắn nhiều bà con của mình sẽ thắc mắc là ở đâu mà có diện tích để có thể mở rộng trồng rau và hoa. Đây cũng là cách hay mà ngành nông nghiệp nơi đây áp dụng. Đó là chuyển đổi từ một số vùng đất trồng cây hàng năm và cây lâu năm kém hiệu quả. Và cũng xin thông tin thêm đó là ngoài việc thu hẹp diện tích cây kém mà hiệu quả, mở rộng diện tích rau qua, trong vòng 5 năm trở lại đây, các địa phương trong tỉnh Lâm Đồng đã chuyển đổi trên 50.000 hecta sang trồng những loại nông sản có giá trị kinh tế cao. Theo đó, nhiều diện tích vườn tạp đã được chuyển đổi sang trồng các cây ăn quả chất lượng cao như bơ, sầu riêng, măng cụt, mít, chôm chôm. Đến nay, toàn tỉnh phát triển được gần 14.300 hecta cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Trong đó có nhiều vườn cây cho thu nhập cao từ 250 cho đến 300 triệu đồng một hecta. Cá biệt có nhiều vườn cho thu nhập trên 1 tỷ đồng. Một số cây trồng mới được đưa vào sản xuất nhằm đa dạng hóa cây trồng, nâng cao thu nhập cho người sản xuất. Những năm gần đây, các tổ chức cà phê thế giới đánh giá rất cao chất lượng cà phê của Việt Nam, hầu như là không có chuyến hàng nào phải trả lại. Thời điểm cuối năm, nhiều mặt hàng nông sản đang trên đà tăng giá, trong đó có mặt hàng cà phê. Vâng, và hiện nay giá cà phê xuất khẩu trung bình của tháng 10 trên thế giới là đạt hơn 1.800 đô la Mỹ một tấn, nhích nhẹ 3,5% so với tháng trước đó. Theo Bộ Công Thương, giá cà phê trên thị trường thế giới đang tăng nhẹ trong những ngày đầu tháng 11. Nguyên nhân chính là do nhu cầu tiêu thụ dịp cuối năm thường tăng, giúp thị trường hồi phục. Điều này cũng giúp giá cà phê trong nước khởi sắc, hiện dao động ở mức 35.500 đến 36.500 một ký tùy chất lượng và địa phương. Cũng trong tháng 10, xuất khẩu cà phê sang nhiều thị trường tăng đột biến. Cụ thể, so với cùng kỳ năm ngoái, thị trường Đức tăng gần 134%, Thái Lan tăng gần 139%, Nga tăng 172%. Thưa quý khán giả và bà con, Atiso là cây dược liệu không chỉ được trồng ở một vùng nhất định, nhưng nó thích hợp ở nơi có nhiệt độ thấp như là Sapa hay là Lâm Đồng. Nếu như nói về nơi có thời tiết thuận lợi cho việc phát triển cây Atiso và cho chất lượng cao hơn cả, thì các chuyên gia nông nghiệp đánh giá là Lâm Đồng sẽ vượt trội hơn. Vâng, vượt trội là vậy. Tuy nhiên thì do chưa định hướng rõ ràng, thị trường Atiso nhiều năm qua thì bị lũng đoạn, giá bấp bênh. Điều tiết trồng cây Atiso không bị rớt giá đang là một cái hướng đi được nông dân của tỉnh Lâm Đồng áp dụng. Trong đó thì một công ty đang hướng đến quy trình sản xuất bền vững cho người dân mà nhiều nơi cần phải học hỏi. Để tạo năng suất cao và có định hướng phát triển riêng, anh Đê Bảo Chấn đã trao đổi với nhiều chuyên gia trong nước để nghiên cứu chọn tạo hạt giống Atiso được nhập từ châu Âu và châu Mỹ về trồng. Đó là giống Atiso chuyên trồng để thu lá, thân, rễ, giúp rút ngắn thời vụ từ 9 tháng xuống còn 8 tháng so với giống Atiso thông thường. Trong suốt mùa vụ, công ty trách nhiệm hữu hạn Atiso Đà Lạt Lâm Viên thực hiện các trách nhiệm theo hợp đồng đã ký kết như cung cấp nguồn giống, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, thu hoạch. Nông dân được bố trí diện tích đất sản xuất phù hợp, đảm bảo số lượng lao động theo yêu cầu, được mua phân bón hữu cơ theo hình thức trả chậm của công ty. Ngoài ra, hàng tháng, công ty trách nhiệm hữu hạn Atiso Đà Lạt Lâm Viên còn cử cán bộ kỹ thuật đánh giá tình hình cây trồng và đưa ra các giải pháp canh tác cho bà con nông dân, giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm cùng với quy trình thu mua. Các nông hộ này đều được ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với đơn vị. Vì vậy, nông dân an tâm về đầu ra cho sản phẩm, mà doanh nghiệp thì cũng có dùng nguyên liệu ổn định, đảm bảo chất lượng. Được biết, nhiều khi vào thời điểm sôi động nhất, giá bông Atiso tươi tại Lâm Đồng lên đến 250.000 đồng một ký. Trong khi đó, thì giá bông Atiso tươi dao động ở mức từ 70 đến 80.000 đồng một ký. Đây đã là mức giá có lời đối với người trồng. Thưa bà con và quý khán giả, muốn phát triển nông nghiệp ngoài kỹ thuật thì yếu tố về vốn cũng góp phần không nhỏ. Ngoài đầu tư trong lĩnh vực chế biến, cà phê, rau, củ, quả thì sản xuất tơ lụa cũng được coi là một ngành hàng rất là quan trọng. Sau đây là một động lực để thúc đẩy ngành sản xuất tơ lụa để doanh nghiệp luôn sát cánh cùng với địa phương. Đó là chương trình gì? Mời quý khán giả và bà con cùng theo dõi. Nhà xưởng này vừa được công ty trách nhiệm hữu hạn tơ tầm Nam Phong Di Linh đưa vào hoạt động vào tháng 1 năm 2018. Là doanh nghiệp duy nhất tại Lâm Đồng chuyên gia công sản phẩm hàng lưu niệm, các vật phẩm may mắn cho các đối tác Nhật Bản. Đơn vị này được nhận hỗ trợ 500 triệu đồng có thu hồi, lãi suất 0% để đầu tư hoàn thiện hệ thống hút ẩm và kho hàng. Hiện nay, với quy mô doanh nghiệp cung cấp hàng trăm ngàn sản phẩm mỗi tháng đạt tiêu chuẩn xuất sang Nhật, công ty trách nhiệm hữu hạn tơ tầm Nam Phong càng vững tin vào hướng đi mà mình đã lựa chọn. Hà Bảo Siêu, cái tên đã không còn mấy xa lạ với thị trường trong nước và xuất khẩu. Hiện nay, mỗi tháng, công ty trách nhiệm hữu hạn xe tơ dệt lụa Hà Bảo
xuất khẩu sang các thị trường Nhật, Ấn Độ, Hàn Quốc từ 30 đến 40 ngàn mét lụa, còn lại là phục vụ thị trường nội địa. Không dừng lại ở việc sản xuất tơ thô, các sản phẩm hoàn chỉnh sản xuất ra từ thủ phủ tơ lụa Bảo Lộc đã đến được nhiều quốc gia hơn. Hà Bảo Siêu là đơn vị 3 lần liên tiếp nhận hỗ trợ có thu hồi từ quỹ khuyến công Lâm Đồng. Đơn vị này là minh chứng cho hiệu quả của nguồn vốn hỗ trợ bám sát tiềm năng thế mạnh của địa phương. Năm 2019, nhiều chính sách hỗ trợ từ tỉnh Lâm Đồng với mục tiêu giúp doanh nghiệp địa phương nâng cao khả năng cạnh tranh. Trong đó có chương trình khuyến công Lâm Đồng sẽ tiếp tục bám sát tiềm năng của địa phương để trở thành chỗ dựa tin cậy cho doanh nghiệp địa phương. Thưa quý khán giả và bà con, ai cũng biết là việc chơi hoa rất công phu, nhưng mà đối với hoa lan khi đã chơi thì phải am hiểu về loài hoa quý phái trăm mặt nhưng mà thanh cao này, bởi vì nó rất là đa dạng. Vâng, thưa Minh Thiện, hiện nay thì có đến hàng trăm loại lan và mỗi loại thì có những cái nét tinh tế riêng của nó. Và để chia sẻ kinh nghiệm với những người trồng lan với nhau, Hội Sinh vật Cảnh tỉnh Vĩnh Long khai mạc hội thi hoa lan. Chủ đề của hội thi hoa lan lần thứ 5 là kết nối niềm đam mê, thu hút hàng trăm người yêu thích hoa lan trên cả nước tham gia. Hội thi năm nay có hơn 300 tác phẩm đăng ký dự thi, bao gồm 4 thể loại gồm cây tem, lan cây sổ, lan tổng hợp và lan thân thồng. Ngoài các hiệp hội, chi hội, câu lạc bộ, nhóm, vườn, công ty hoa lan tại Vĩnh Long, dự hội thi còn có 20 đơn vị tỉnh bạn. Hội thi được tổ chức với mục đích tạo điều kiện cho các nghệ nhân yêu thích hoa lan giao lưu học hỏi về cách nuôi trồng hoa, đồng thời phục vụ nhân dân đến chiêm ngưỡng thưởng hoa lan. Theo nhận xét của ban giám khảo, hội thi năm nay có sự tranh tài sôi nổi của gần 200 nghệ nhân. Các tác phẩm đều có sự đầu tư về thiết kế kiểu dáng, trong đó nhiều tác phẩm khá đặc sắc, độc đáo. Kết thúc cuộc thi, ban giám khảo sẽ chọn ra tác phẩm đẹp để trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích ở từng thể loại thi. Qua những hội thi như thế này thì hy vọng có nhiều loại hoa lan quý xuất hiện. Và nội dung này cũng đã kết thúc bản tin 365 ngày chuyển động ngày hôm nay. Chúng tôi xin cảm ơn quý khán giả và bà con đã quan tâm theo dõi. Nếu như có ý kiến phản hồi hoặc là muốn tìm hiểu về cây con giống mới, bà con và quý khán giả hãy liên hệ về địa chỉ đang hiện trên màn hình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.